ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Thái Hương là công ty sản xuất và phân phối dòng mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương, đồng thời là đơn vị sản xuất cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhà máy mỹ phẩm thiên nhiên, mỹ phẩm sạch, an toàn, hiệu quả. Nắm bắt nhu cầu thị trường về việc tìm kiếm những sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và hiệu quả, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Thái Hương liên tục mở rộng sản xuất, nâng cao công nghệ nhằm cung ứng ra thị trường những dòng sản phẩm chăm sóc da phù hợp với làn da của phụ nữ Việt, với mục tiêu ước vọng nâng tầm mỹ phẩm Việt. Năm 2017, công ty Thái Hương hoàn thành xây dựng hệ thống nhà máy đạt chuẩn GMP ASEAN. Nhà máy được giới chuyên gia và cơ quan ngành đánh giá là nhà máy sản xuất mỹ phẩm lớn nhất miền Bắc. Với đội ngũ nhân công chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, nhà máy theo chuẩn GMP ASEAN được công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Thái Hương đầu tư mạnh mẽ các trang thiết bị cùng với dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất về sản xuất mỹ phẩm, được cấp phép bởi Sở Y tế và được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam do các nước tiên tiến trên thế giới như Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ nghiên cứu theo tiêu chuẩn châu Âu, giúp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt Nam. Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn GMP của công ty giúp quản lý và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm tối ưu, đảm bảo chất lượng sản phẩm ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến khâu sản xuất và hoàn thiện sản phẩm, giúp đem lại chất lượng tốt nhất đến tay người sử dụng. Cùng với đó, công ty luôn có đội ngũ nghiên cứu trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bởi các chuyên gia nước ngoài, góp phần nâng cao trình độ, luôn cập nhật những công thức mới, những nguyên liệu quý hiếm và an toàn, đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất trong việc sản xuất mỹ phẩm và mang lại hiệu quả cao hơn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng phát triển hệ thống chăm sóc khách hàng với đội ngũ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao về chăm sóc sắc đẹp, tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho khách hàng cũng như đáp ứng đầy đủ các vấn đề về bảo hành sản phẩm, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Mình sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn nên hơn ai hết tìm hiểu rằng không chỉ có những người phụ nữ với mức thu nhập cao mà ngay cả những cô gái với mức thu nhập thấp cũng đều mong muốn rằng sẽ được sử dụng những sản phẩm mỹ phẩm với chất lượng tốt để cải thiện làn da của mình. Chính vì thấu hiểu được điều đó nên mỹ phẩm Linh Hương ra đời với tiêu chí em đến một sản phẩm tốt nhất với giá thành bình dân và đặc biệt là an toàn cho người sử dụng. Mình mong muốn với tiêu chí đó, đặc biệt là với ước vọng nâng tầm mỹ phẩm Việt thì sẽ được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ủng hộ hơn nữa để mỹ phẩm Linh Hương cũng như công ty Thái Hương sẽ vươn ra tầm thế giới. Cho đến nay, cùng với sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng trong việc tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công nghệ sản xuất, công ty Thái Hương đang được coi là một trong những đơn vị tiên phong trong ứng dụng và phát triển công nghiệp 4.0 vào quá trình sản xuất của nhà máy, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, giảm chi phí vận hành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, góp phần đẩy mạnh phát triển thị phần mỹ phẩm Việt đến với người tiêu dùng trong nước và vươn xa ra thế giới. Công nghiệp 4.0 cho phép nhà máy sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Thái Hương có cái nhìn toàn diện về các công đoạn của quá trình sản xuất và buộc nhà sản xuất có trách nhiệm thông tin về nguyên liệu, kiểm kê hàng hóa, chất lượng, mức độ lãng phí, kiểm tra đầu ra và về khách hàng nhằm đảm bảo các cơ hội cải tiến, tiết kiệm nguồn lực tài chính, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và cải thiện quan hệ với nhà cung cấp. Nhà máy mỹ phẩm thông minh của công ty Thái Hương là quá trình hoạt động sản xuất liên tục được thực hiện bởi các thiết bị và công cụ thông minh có khả năng giao tiếp với nhau và giao tiếp với con người, giúp tối ưu hóa năng suất sản xuất và gia tăng chất lượng sản phẩm. Dựa vào đó, công ty Thái Hương có thể sản xuất tất cả các sản phẩm mỹ phẩm hiện có trên thị trường như son, kem chống nắng, BB cream, serum và luôn cập nhật những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới để đem lại chất lượng sản phẩm tuyệt đối. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Thái Hương và thương hiệu mỹ phẩm Linh Hương được phong tặng nhiều danh hiệu giải thưởng lớn. Nhà máy được tổ chức cấp giấy chứng nhận thế giới BVC, chứng nhận đạt chuẩn GMP ASEAN, thương hiệu vàng công nghiệp Việt Nam, huy chương vàng sản phẩm thương hiệu chất lượng cao và nhiều giải thưởng danh giá khác. Với sứ mệnh nâng tầm mỹ phẩm Việt Nam vươn xa ra thế giới, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Thái Hương sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, trở thành đơn vị sản xuất mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam. Nhà máy mỹ phẩm thiên nhiên, mỹ phẩm sạch, an toàn, hiệu quả.